Đây là cầu rồng Dragon Bridge, bắc qua sông Hàn. Bên kia có vòng quay mặt trời, cả nhà nhìn thấy không ạ? Rất đẹp luôn. Đây là đuôi con rồng, đầu con rồng ở bên kia. Nó sẽ phun lửa vào chủ nhật. Như thế này là cố định vẫn chưa thấy. Thank you.